Về bên nhà sông nơi bác ra đi, về viên gạch hồng sưởi ấm mùa đông để bác mang cả mùa xuân về cho dân tộc, dâng hiến cuộc đời cho tổ quốc thiêng liêng, mang một niềm nhớ thương về miền Nam ruột thịt. Nhưng chỉ tiếc rằng khi mùa xuân đến nơi đây, bác đã xa